Cái góc học của các em thì bây giờ thì có thể nói là khá là tối cô bác, nhưng mà thời gian nữa không phải là cháu Lực nói đi nói lại cái điều này đâu cô bác nhá, mà cháu Lực nói là để cho tất cả quý cô bác anh chị ở trên này là cũng biết là thời gian nữa thì cháu Lực sẽ lắp thêm cho các em. Chúc quý ông bà luôn mạnh khỏe. Rồi chữ của em Hải viết đấy cô bác. Đây, nhìn cô bác có thể nhìn thêm à, rất là đẹp luôn. Hàng nào hàng đấy, chữ nào chữ đấy đều thẳng tắp với nhau luôn. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bạn em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sáng hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên trên nhà của ba ông cháu. Hôm nọ thì có bà Vương Kim Thanh có gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực mua cho các em là thứ nhất là một cái đèn năng lượng mặt trời này, và thứ hai là mua cho các em một cái bàn học. Hôm nọ thì cháu Lực mua bàn học lên còn thiếu sót, và hôm nay thì cháu Lực lên lại tiếp tục là mua cho các em hai cái ghế nữa để cho các em ngồi học cho nó tiện cô bác ạ. Bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị theo dõi hết video ạ. Hôm nay thì cháu Lực lên thì còn có cầm theo là một ít là cái giống rau muống nước này cô bác. Tại vì cháu Lực nhìn thấy nhà các em thì có cái nguồn nước khá là tốt đấy và khá là nhiều, và cháu Lực muốn là lấy thêm một chút cái giống rau muống nước này để cho các em trồng cô bác ạ. Thời tiết thì hôm nay không có mưa cô bác, chắc là đến chiều thì lại mưa rồi. Thời tiết ở trên vùng cao này thì có thể sáng nắng nhưng mà chiều lại mưa rồi cô bác. Khí hậu thì vào mùa này thì rất là dễ chịu luôn cô bác ạ. Hôm nào bây giờ có thể là nóng, bây giờ có thể là nắng nóng oi bức, nhưng mà đến tối lại mưa rồi. Thời tiết thì mấy hôm nay thì khá là dễ chịu và mát mẻ luôn cô bác. Có thể là bây giờ là đang nắng nhưng mà đến chiều tối thì lại mưa rồi. Mưa trôi đi hết những cái oi bức, cái nắng nóng của buổi sáng ban ngày cô bác ạ. Không biết là hôm nay các em có ở nhà không? Cửa thì cháu Lực nhìn thấy là đang mở rồi. À, hai em thì đang ngồi ở trong nhà này cô bác. Chào Hải, chào Sử nhá. Chào anh ạ. Rồi. Cháu Sử xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ông hôm nay đi đâu rồi? Ông đi xem ruộng. Ông đi xem ruộng à? Đấy, hôm nay thì anh lên là mua cho các em thêm hai cái ghế này, hai cái ghế để ngồi học này. Đấy. Xong thì kèm theo là một chút giống rau muống nước này. Một tí nữa hai anh em mình sẽ ra bên kia gieo một tí nhá. Đấy, để bao giờ mà nhà các em mà đến lúc mà làm nhà rồi thì mình có thêm nhiều rau rồi, mình sẽ không phải đi mua rau, mình chỉ đi mua thịt thôi nhá. Đấy. Thử lấy ghế ra đây xem là có ngồi vừa không, có vừa không. Quạt với nồi cơm điện thì có bị vấn đề gì không? Không có à? Ngồi học thì vừa đúng không? Tao Hải với Sử thử ngồi xem nào. Vừa luôn này đúng không? Thế bây giờ thì hiện tại là đang thiếu thêm một cái bóng đèn nữa. Và thời gian tới ngày mai ngày kia thì cháu Lực lên lắp cho các em một cái bóng đèn ở trên này nữa thì là sáng cho các em luôn. Hải thì đang đi lấy thêm sách vở để về học luôn rồi cô bác. Ngồi cái ghế này thì rơi đâu đó vào tầm là 60-70 phân thôi cô bác, cho nên là cũng rất là các em ngồi thì cũng rất là vừa rồi. Trong này thì khóa chưa? Có để tiền trong này không? Không. Không để tiền à? Đấy nhá, có tiền thì để ở trong này nhá. Xong là cầm chìa khóa nhá. Đấy, đây thì cộng thêm thì có cả ngăn kéo rất là tốt cho các em. Đấy, đây thì là cái kiểu là ngăn kéo để cái hình như là cái bàn vi tính hay sao. Nhưng mà các em sẽ để lại là để làm mà ngăn kéo để sách vở cô bác. Cái quạt này thì có bị làm sao không? Không. Không bị vấn đề gì đâu đúng không? Vâng. Cái quạt này thì người ta bảo hành cho mình là 1 năm đấy. Có bị vấn đề gì thì mình lại mang đi đổi đi trả nhá. Vâng. Hôm qua thì Hải đã dạy thêm buổi nào mà ngồi ghế bàn này chưa? Hôm qua Hải đã dạy tí nào chưa? Có rồi. Có á? Thế nhưng mà hai em đây đứng à? Vâng. Đứng học á? Vâng. Ôi giời.
Hôm nay thì có cái ghế này vào thì không phải đứng học nữa nhá. Vâng. Ông thì đi lâu chưa? Lâu rồi. Hôm nay em có đi hộ ai làm việc gì không? Có, tí mới đi ạ. Tí mới đi á? Vâng. Thế hôm nay đi hộ ai? Đi hộ... chú kia, chú Trinh kia lúc đấy thì còn đang gửi nhà. À, lại gửi nhà à? Thì ra là em lại đi hộ à? Vâng. Nếu mà thí dụ bây giờ mà em đi hộ đi người ta nhiều thì mấy nữa mà đến lúc mà em làm nhà thì người ta có hộ nhà em không? Có. Có đúng không? Vâng. À, thế là bây giờ là gọi là mình đi lấy công trước ấy nhỉ? Vâng. Đấy, ở nhà không ở, mình đi lấy công. Em Hải thì ở nhà chăm trong nhà đấy chứ? Vâng. À, cái Facebook hôm nọ anh tạo cho thì là bị quên mật khẩu rồi à? Vâng. Ồ, thế thì bây giờ không có cách nào để đăng nhập lại nữa nhỉ? Vâng. Anh Hải thì đi chuẩn bị là vài quyển sách là để về học luôn. Hải thì hôm nay không đi đâu làm gì thì ở nhà học bài thôi à nhỉ? Vâng. Ông thì đi xem ruộng rồi. Em Sử thì một tí là đi hộ người ta để đổi công đấy cô bác. Gọi là anh em ở trong làng với nhau thì là đi giúp đỡ nhau. Đến lúc mà nhà mình có công việc gì thì người ta lại về hộ. Lớp 8 này cô giáo chưa phát ra sách cho à? Bây giờ chưa học thì cô giáo chưa phát ạ. Bây giờ à? Vâng. Thế độ là tầm bao nhiêu tuần nữa thì là mình sẽ học? Chưa, là hết tuần này thứ hai đã học rồi. Hết tuần này là thứ hai là vào học chính thức rồi đúng không? Vâng. Rồi. Cặp thì hôm nọ cũng có cặp mới đúng không? Vâng. Cặp mới là đầy đủ hết rồi. Còn như các em ở trên vùng cao cô bác, như cái phần sách với lại vở thì sẽ được là bên nhà nước người ta hỗ trợ, là gọi là cho mượn đấy. Đến lúc nào mà hết năm thì mình lại giả nhà trường, có phải không? Vậy ạ. Đó, trước cháu Lực cũng có học, trước cháu Lực cũng có học trường các em, và cháu Lực cũng là biết như vậy luôn. Sử thì để hôm nào anh em mình đi lại đi xuống góc bài thì anh sẽ mua cho em thêm một cái quyển mà tập viết nhá. Vâng. Cái quyển mà người ta chấm chấm theo là mình có thể, mình gọi là đền theo, đền mình là tua đi theo nó thôi ấy. Vâng. Rồi. Hải thì tranh thủ là ôn những cái kiến thức cũ của bác ạ. À. Nếu mà đầu mình phải ôn kiến thức cũ đúng không? Vâng. Đầu năm vào thì cô giáo hay kiểm tra những cái bài học lớp cũ đúng không? Vâng. Rồi. Sắp đi học rồi cho nên là rất là chịu khó ôn cô bác. Nhìn là các em thì rất là ngoan ngoãn và dễ thương luôn. Càng ngày các em càng thay đổi nhiều hơn rồi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì có một cái góc học tập của các em thì là sẽ là góc này luôn. Như Sử thì đang tập đánh vần à? Xem thôi á? Xem hình hay xem chữ đấy? Xem chữ ạ. Xem chữ hả? À. Bây giờ thì sẽ để hai anh em là học một chút nữa cô bác nhé. Thời tiết bây giờ đi ra ngoài thì khá là nắng luôn các bác. À, bây giờ thì chắc rơi đâu đó là tầm 27 đến 28 độ rồi đấy. Đêm hôm qua thì mưa cả đêm cho nên là cái nắng này nó cũng không phải là nắng oi các bác, chỉ là cái ánh nắng mặt trời là nó chiếu xuống thôi. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đợi các em học thêm một tí nữa. Độ đâu đó các em học rơi đâu đó tầm là 30 phút đến độ 1 tiếng cô bác. Và sẽ cùng các em là đi sang bên kia để trồng cái phần cái giống rau muống nước mà nãy cháu Lực đem lên cô bác ạ.
cái góc học của các em thì bây giờ thì có thể nói là khá là tối cô bác. Nhưng mà thời gian nữa, không phải là cháu Lực nói đi nói lại cái điều này thôi cô bác nhá, mà cháu Lực nói là để cho tất cả quý cô bác anh chị ở trên này là cũng biết là thời gian nữa thì cháu Lực sẽ lắp thêm cho các em là một cái đèn năng lượng mặt trời, là được bác Phương Kim Thanh bác gửi tiền cho cháu Lực để cháu Lực mua cô bác nhá. Hải thử viết chữ cho anh xem là chữ có đẹp không. Hải viết chữ anh Hải xem nào. Anh Sử. À anh Sử xem nào. Em Hải thì chữ của em ấy có vẻ là khá là đẹp luôn này cô bác, khá là đẹp luôn. Bây giờ Hải thử viết cho anh cái chữ là con chúc tất cả quý ông bà thật nhiều sức khỏe thì có viết được không? Để thế Hải thử viết cho anh xem nào. Viết để gửi tặng tới tất cả quý ông bà cô chú ở trên này luôn. Sử thì ở bên này thì cũng đang là tập viết này cô bác. Chứ hôm nọ các em học tập chỉ học bằng cái bàn ăn cơm này cô bác. Cái bàn này thì các em là dùng để ăn cơm và dùng tiện thể là dùng để học luôn cô bác. Cho nên là bà Vương Kim Thanh, bà nhìn thấy các em và bà muốn là gửi tặng cho các em một cái bàn học để cái góc học tập của các em sẽ được rộng rãi hơn. Viết đến đâu rồi? Quý ông bà. Này, con chúc quý ông bà rồi. Con chúc quý ông bà luôn mạnh khỏe. Sẵn được chưa? Được rồi. Thế thì đọc cho anh nghe thế nào. Con chúc quý ông bà luôn mạnh khỏe. Rồi, chữ của em Hải viết đấy cô bác. Đây, nhìn cô bác có thể nhìn thêm rất là đẹp luôn. Hàng nào hàng đấy, chữ nào chữ đấy đều thẳng tắp với nhau luôn. Đây là anh Sử. Vâng. Anh Sử, con chúc quý ông bà luôn mạnh khỏe. Rồi. Thế anh Sử thì bảng chữ cái thì đến đâu rồi? Hả? Bảng chữ cái thì học đến đâu rồi? Hải thì dạy anh Sử là đến đâu rồi? Cái phần bảng chữ cái thì đã thuộc hết chưa? Sắp thuộc hết rồi ạ. Sắp thuộc hết rồi à? Vâng. Thế thử đọc cho anh xem nghe một lần nào. Kiểm tra luôn. Lâu lắm anh chưa được nghe Sử là đọc bảng chữ cái rồi nhá. Đọc to lên anh mới nghe thấy chứ. Bờ, cờ, giờ, đờ, e, g, h, y, can, l, m, n, o, ô, ư, bờ, cô, giờ, sờ, tờ, u, ư, v, sờ, y. Hết chưa? Hết rồi à? Thế bây giờ nếu mà không nhìn vào đấy thì có đọc được không? Có. Không nhìn vào đấy là vẫn đọc được đúng không? Dạ. Thế thử nhìn vào anh đọc xem nào. Thử nhìn vào anh sẽ đọc nào, là không nhìn chữ nhá, không nhìn chữ nhá. Vâng. Thử nhìn vào anh sẽ đọc thế nào. Vâng. A á ứ bờ cờ giờ đờ e g h i k l m n o ô ơ bờ cu giờ sờ tờ u ư bờ sờ y. Rồi, phần bảng chữ cái thì bây giờ có thể là em Sử khá là thuộc rồi. Còn bây giờ chỉ là ghép thôi. Bây giờ thí dụ là ghép Hải là ghi ở đây nhá. Dạ. Ghép chữ sờ với chữ ư. Với dấu hỏi thì cho anh Sử đọc anh có đọc được không? Cho anh đánh vần đọc anh có đọc được không?
Sao đọc được ạ? Sao đọc được ạ? Thế bây giờ em thì viết cái chữ của anh Sử ra đây nè. Viết tên của anh Sử ra đây để anh Sử đọc xem nào. Cho anh ấy đánh vần xem nào. Bây giờ nếu mà từ này em đánh vần thì em đánh vần thế nào? Sơ ư sơ hỏi sử ạ. Sơ ư sơ hỏi sử à? Vâng. Hay bây giờ thì dạy anh Sử đọc cái phần tên của mình thế nào? Sử thì ghép hai cái từ này xem. Sử thì bây giờ là em Hải chưa dạy nhá. Sử thì ghép hai cái từ này xem là Sử đọc xem là đọc như nào. Nếu mà một tí không có đúng thì em Hải với lại anh là sẽ chỉ em. Vâng. Bây giờ em thử ghép đánh vần thế nào. Sao không biết. Sao không biết. Sao không biết. Sao ư hỏi sử. Sao ư hỏi sử. Đúng chưa Hải? Đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Đấy bây giờ thì cái từ mà tên của em Sử viết thì có thể em ấy là có thể là ghép được cô bác nhá. Như bây giờ Sử thì viết tên của mình xem nào. Viết tên cả họ và tên của mình nào. Cả họ và tên của mình thì viết được rồi, đúng không? Chữ đầu là chữ gì? Rồi đúng rồi đấy. À đây là viết chữ gì đây? Anh Sử à? Sao lại luôn rồi? Đâu? Sử đâu? Viết đâu? Đây à? À đây là viết được tên của mình đúng không? Đấy, thứ nhất là học về cái tên của mình, cái họ tên của mình thì phải viết được cái đấy đó. Rồi bây giờ thì các em cất sách nhá. Đấy xong là một tí nữa các em lại học sau nhá. Đấy buổi tối các em lại học sau. Anh em mình bây giờ đi trồng cái một chút rau muống đó. Đấy để hết vào đây, để gọn vào đây. Đó. Đấy, sách vở thì để ngăn kéo dưới đi, cả bút nữa. Đấy. Để có dưới đấy có cả ngăn kéo đó. Đó, để đây buổi tối các em lại học nhá. Đấy, cất gọn cái ghế vào. Rồi. Đây, cầm ít rau muống, 6 rau muống này đi. Anh em mình ra bên kia là chọn ôi ông thì cũng về rồi à. Về đi Nam à, là gì? À. Đấy như cái rau muống nước này thì các em có một cái nguồn nước ấy cô bác để trồng thì rất là thuận tiện cho các em luôn. Mình sẽ trồng ở góc bên kia nhỉ. Ở góc bên kia kìa. Anh thấy góc bên kia nó không có rau lợn nhiều hơn này. Nhỏ đi đi. Cái rau muống nước này thì phát triển rất là nhanh cô bác, cho nên là cháu Lực muốn trồng cho các em là rau muống đó. Ở góc bên kia kìa nhỉ. Bên kia. Đây. Cái rau muống nước này mà gặp cái nguồn nước như kiểu nguồn nước mạch như của nhà các em này thì là phát triển sẽ rất là tốt luôn cô bác nhá. Đấy. Đấy, nhà các em thì vào mùa này thì chỗ nào cũng có nước luôn cô bác. Nguồn nước mạch rất là nhiều. Hãy dọn dọn cỏ ra một tí nhá. Cái rau lợn này thì để lại chứ nhỉ? Cái chỗ này thì nó sẽ có một ít đất bùn này cho nên là trồng mà một chút là rau muống này cũng rất là tốt luôn đấy cô bác nhé. Đấy, bây giờ thì em sẽ làm phần kia nhé.
Đấy, hôm qua thì anh cũng đã nhặt xong sắn hết rồi. Bây giờ chỉ cần việc là anh em mình trồng xuống thôi. Đấy, cắm vào đất bùn nhá. Cắm vào như kiểu là mình cắm cái cây cây lúa ấy nhá. Đấy. Trồng như kiểu mình trồng lúa nhá. Cây nào mà dài quá thì mình cắt nó làm đôi nhá. Này mình trồng như này thì mấy nữa đến lúc mà mình nhà các em làm nhà đấy thì mình sẽ không phải là đi mua rau nhiều. Mình chỉ đi mua thịt về thôi. Nhà các em thì không có nuôi vịt đấy cô bác, cho nên là mới trồng được như thế này. Nếu mà như nhà các em mà nuôi vịt đấy thì phải là quay về, thì phải lấy quay lại thì mới trồng được. Không có khá là nhiều đấy nhở. Anh thì trồng bằng một tay thôi nhá. À, cháu Lực thì một tay là vừa ghi hình và một tay là sẽ hô các em là trồng luôn cô bác. Đây là đàn gà mà hôm nọ bác An Phạm nhờ anh mua lên cho đúng không? Đấy. À, đây là những con gà mà hôm nọ bác An Phạm là nhờ cháu Lực mua lên cho này cô bác. Gọi là đang đi kiếm ăn rồi. Ở bên kia không có này cô bác, ở bên kia không có. Cái hai cái luống rau muống ở dưới kia thì đã tốt lên chưa hả Hải? Tốt rồi à? Trồng như kiểu mình trồng lúa nhá. Như hôm nọ Hải với Sử thì có nhìn thấy cái luống rau muống nha anh không nhở? Hôm nọ Hải với Sử thì có nhìn thấy cái giống cái luống mà rau muống nha anh ở dưới kia không? Không ạ. Không à? Đấy, ở đây là cái mà anh đi tỉa ở chỗ đấy về đấy. Cái này là một tí sẽ đi lấy ít phân cái phân trâu kìa. Mình về bỏ vào đây một tí. Hải thì một tuần nữa là đi học rồi cô bác ạ. Chỉ ở nhà chỉ lại không có ở nhà là hộ anh Hải, với lại không có ở nhà là hộ anh Sử với lại ông thêm nhiều nữa. Bây giờ thì em sẽ tập trung vào việc học sẽ là nhiều hơn. Cái phần lúa của nhà các em thì mới hôm nào mới trồng lên thôi. Và bây giờ thì tơi tốt lên rất là nhiều rồi. Chuẩn bị lại một mùa lại thu hoạch nữa. Như Sử thì còn ở nhà còn bao thóc nào không? Có ạ. Có à? Còn mấy bao? Còn 2 bao ạ. Còn 2 bao à? Vâng. 2 bao thế thì có đủ ăn đến lúc mà gạt không? Không đủ đâu ạ. Không đủ đâu à? Vâng. Lúc nào mà hết thì bảo anh nhá. Vâng. Rồi.
sửa trồng ở đấy nhá. Anh sẽ ngăn nước ở chỗ này một tí này để cho nó. Anh thả nước xuống cái này được không? Yeah. Được đúng không? Anh thả nước ở đây chỗ này nhá. Lúc nào mà nó hết nước thì mình lại thả vào nhá. Ở đấy trồng hết chưa? Hết rồi, trồng hết thì em lại ra bên này trồng nhá. Mình sẽ làm một cái luống, như kiểu luống như là cái luống mà mình làm trồng rau đấy chứ kìa. Về dưới kia là cái rau muống mà nó tưới nước vào thôi là được rồi, còn cái rau muống này là cái rau muống nước, nó phải là trồng ở cái có cái nguồn nước mà liên tục ấy thì là nó mới sống được cô bác, nó mới phát triển tốt được. Một tí mình sẽ đi lấy ít phần trâu về để nhá, cho nó tốt tí. Mà trong này mà hết nước thì lại thả nước vào nhé. Rau muống nước này thì đó tầm vào 2 tuần là sẽ nó sẽ được ăn rồi đấy. Phát triển rất là nhanh luôn. Như Hải với Sử thì ở nhà thì có bao giờ trồng cái rau muống này chưa? Chưa. Chưa đâu à? Anh phải ngăn ở chỗ này một tí để cho nó không được chảy nước đi nhiều quá. Ok chưa? Ok rồi à?
đi nhá. Thế bây giờ thì mấy anh em cũng đã trồng xong cái phần giống rau muống mà thầy cháu Lực mang từ dưới nhà lên rồi. Cũng đủ cho các em là trồng một khóm một luống mà nhỏ nhỏ thôi cô bác. Nhưng là cái chỗ này mà để mà nó sau này mà nó phát triển lên thì nó sẽ đủ cho ba cháu là dùng luôn đấy. Tắm gì đấy? Thôi thôi à. Đây, cầm nước đi cho con. Đây, cầm nước. Rất là mát luôn này cái nước này cô ba. Đi chân đây. Cái kia thì một tí nữa sẽ đi sẽ để vào chút là cái phân phân trâu nhá. Rồi. Chỉ mấy anh em chỉ trồng một lúc thôi thì cũng đã xong rồi. Để ăn thì các em sẽ được ăn được lâu dài hơn cô bác. Nghỉ ngơi một tí đã nhỉ. Ui, ông thì cũng đang ngồi ở nhà nghỉ ngơi rồi. Trong túi anh có kẹo ấy, ăn kẹo không? Hả? Hai anh em ăn kẹo không? Ôi đi đâu hết rồi. Đây. Anh em mỗi người một con nào, cho ông một con nhá. Đây, cho ông một con đi. Đây, có bốn con, bốn anh em mình, vậy là ông là mỗi người một con luôn. Rồi. Anh Sử thì một tí là sẽ đi hộ người ta đúng không? Đấy, đi gọi là anh em trong làng với nhau là đi giúp đỡ người ta đúng không? Vâng. Thế tối nay là có ăn cơm ở nhà người ta không? Không biết ạ. Không biết à? Nếu mà làm đến tối thì ăn không? Có. Có à? Đến buổi trưa thì người ta có cho ăn cơm không? Hay là mình phải về nhà ăn? Phải về nhà ăn. Về nhà ăn à? Thế người ta không có nấu cơm cho mình ăn à? Có nhưng mà làm buổi trưa. À là làm một buổi thôi đúng không? Là mỗi buổi trưa đúng không? Vâng. À thế thì buổi tối là mình phải ăn rồi. Vâng. Như bây giờ mình đi hộ người ta thì người ta phải nấu cho mình ăn, và như người ta ra hộ mình thì mình có phải nấu cho người ta ăn chứ đúng không? Vâng. Mình không phải là thuê người ta và người ta cũng không phải là thuê mình đúng không? Vâng. Còn nếu mà theo các em chọn nhá, bây giờ có người ta mà bán ở đất ở bên kia thì các em muốn ở bên kia ở bên này hơn? Hỏi cả ông nữa, các em là muốn ở gần cái ở trên này hay là ở ra đường lớn bên kia? Dạ. Dạ. Có nhìn nhé về và có chơi gì nhỉ? Chỉ được cái xe luôn một tí nào. Dạ. Để nhà hạ lên đây. Nếu có nhìn nhau chưa nào? Mình sẵn sàng cho ai chứ. Ê. Ê, hả bó xe, nhỉ ổn tí xí cho ổn nè. Ổn tí ổn tí ổn tí. Nếu mà đi ra kia mua đất ấy, thì người ta bán cái chỗ dốc kia thì sau này mình phải làm kè rất là cao đấy. Thì là mới lên được nhà. Mà cái chỗ hôm nọ anh em mình đi xem đấy, thì là nó chỉ đủ phần nhà cho các em thôi. Đấy, đâu đó đủ phần nhà với lại đủ phần nào cho các em là một cái nhà bếp thôi. Và đúng ở chỗ đấy thì có cho các em là một cái đất ở gần ruộng các em là đúng không? Vâng. Đấy, ở đấy nhưng mà cách ở chỗ đấy rơi vào tầm khoảng độ là 500 mét đúng không?
Đấy, 500 mét. Thì các em ngủ ở nhà thì sợ đêm thì có ai trộm, là nếu mà sau này các em ở bên kia mà có nuôi lợn nuôi vịt thì các em nghĩ là có sợ bị trộm không? Có. Có đúng không? Đấy, nếu mà bây giờ mà các em chọn thì các em sẽ muốn là ở đây hay ở bên kia hơn? Muốn ở đây hơn à? Vâng. Rồi. Ở bên kia thì như em nếu mà đi ra ngoài đường bên kia thì có quen biết ai ở bên kia không? Không ạ. Không quen à? Vâng. Ồ. Nếu mà mình làm ở bên này thì cái đường vận chuyển vật liệu thế nó sẽ hơi khó khăn cho mình tí. Vâng. Nếu mà mình làm ra được ngoài đường lớn rồi vận chuyển vật liệu thì nó cũng sẽ rất là tiện cho mình. Đấy, nhưng mà bây giờ thưa cô bác cũng phải nói là theo phải làm ở đâu là phải phù hợp cho các em ở đấy thì mới làm được. Bây giờ các bác mà muốn giúp cho các em cất lên một cái ngôi nhà thì làm xong ngôi nhà cho các em thì chắc chắn là có nhiều quý ông bà cô chú anh chị là cũng muốn giúp cho các em, là tạo cho các em là một cái phần là kinh tế nào đấy ở nhà các em. Có thể là sau này em Hải với em Sử không có giỏi về cái phần làm ăn ở bên ngoài kia, nhưng mà cái phần mà chăn nuôi vịt với gà, chăn nuôi heo thì cái phần đấy các em lại nắm bắt rất là nhiều luôn cô bác. Tại vì các em thì cũng có chăn gà, chăn vịt, nuôi lợn từ nhỏ đến bây giờ rồi mà cô bác. Hải thì đã hỏi ông thì ông cái ý kiến của ông là như nào? Ông bảo là làm ở kia à? Vâng. Ờ. Nếu mà đi ra bên kia tìm được thì phải nói thật sự là tiện cho cái đường. Thứ nhất là vận chuyển vật liệu, và thứ hai thì có nhiều cô bác cũng có muốn giúp các em là đi ra đường lớn để ở cho nó tiện hơn. Như ở đây thì một số cô bác cũng có bảo với cháu Lực rồi. Nếu mà sau này mà các em mà có bị như nào rồi thì đường đến bệnh viện thì nó gọi là khó khăn. Nhưng mà thật sự cô bác phải lên đây chứng kiến tận mắt thì cô bác mới biết được là cái con đường của các em là sẽ đi như thế nào. Và sau này thì gọi là xã hội này ngày một phát triển hơn, và bên nhà nước chính quyền thì cũng sẽ quan tâm tới những cái đường xá cho những cái bản làng ở trên vùng cao này. Cháu Lực cũng nghe tin là Phong Phanh là thêm một thời gian nữa thì là bên chính quyền sẽ làm mở rộng cái con đường ở bên kia giúp cho những cái hộ mà như hộ nhà em Sử ở trên này có bác. Còn bây giờ thì cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn quý ông bà, cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Cháu Sử chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị.